Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 29 tháng 7. Đêm qua thì Fed họp, Cục Dự trữ Liên bang họ tổ chức cuộc họp. Cuộc họp thì có vẻ như là Powell đã thiên về cái hướng đó là xoay đổi cái quan điểm lạm phát chỉ là tạm thời, trước đây trở thành một cái quan điểm mới, đó là cái lạm phát có vẻ như là sẽ các cái vấn đề quan tâm trong thời gian tới của Fed sẽ tập trung nhiều vào lạm phát. Ở đây thì trong cái thời điểm họp báo chúng ta nhìn thì nhận thấy rằng là có bốn cái câu quote, tức là bốn cái câu trích dẫn của của Philip Powell, thì chúng ta thấy rằng là đó là cái về cái vấn đề đầu tiên, đó chính là cái GDP, tức là cái tốc độ tăng trưởng GDP thật thì đang cao nhất trong nhiều thập kỷ, và chúng ta biết rằng là mặt trái của tăng trưởng cũng là lạm phát. Kế theo đó thì Powell có nói một cái câu, đó là cái lạm phát đã cao hơn và dai dẳng hơn so với lại cái kỳ vọng của Fed. Và thêm nữa, đó là một cái câu nữa, đó là lạm phát thì đang vượt quá cái mức mục tiêu của họ. Và cái câu cuối cùng đó là cái rủi ro trong cái ngắn hạn, rủi ro lạm phát có thể sẽ tiếp tục còn tăng hơn nữa. Như vậy thì rõ ràng là cái phiên bản cái cuộc họp này thì hoàn toàn là, nếu như chúng ta nhìn những cái câu quote này thì chúng ta đã nhận thấy những cái sự khác biệt so với trước đây, đó là trước đây thì Powell nói rằng cái lạm phát cao hiện thời chỉ là tạm thời và nó do cái nguyên nhân chính là do cái việc cái dịch bệnh làm gián đoạn cái nguồn cung mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì với cái nội dung của cái cuộc họp ngày hôm qua thì chúng ta nhận thấy rằng là cái trọng tâm của Fed trong thời gian tới dường như đã chuyển sang quan tâm nhiều hơn về với cái lạm phát. Tuy nhiên với những cái phát biểu như thế này thì cái điều mà chúng ta mong muốn phải nhìn thấy đó là cái sự đi lên phải mạnh lên của cái đồng đô cơ. Nhưng thay vì đó thì đồng đô chỉ có bật lên được một chút rồi sau đó lại suy giảm rất là mạnh. Chúng ta nhìn thấy cái thời điểm tin ra thì sau những cái phát biểu của Powell thì đồng đô có một cái nến spy up trên kênh đấy. Khung 15 phút chúng ta nhận thấy rằng là có một cái nến spy up lên cái vùng 92.75 và cũng là retest lại cái kênh bên dưới của cái kênh xuống tăng và sau đó thì điều chỉnh cái giảm xuống rất là mạnh. Thì nguyên nhân xảy ra đó là tại vì là cái sự phát biểu, cái sự tập trung của Powell vào cái inflation hiện tại không có đủ mạnh để mà buộc cái xu hướng cái kéo cái đồng đô này đi lên. Thì cái mà thị trường thật sự quan tâm lúc này khi mà chúng ta nhìn vào cái biên bản cuộc họp của FOMC ấy, thì chúng ta nhận thấy rằng là rõ ràng tất cả những cái chỉ tiêu của Fed hiện tại vẫn đang được giữ nguyên. Thí dụ như là mức lãi suất thì vẫn giữ ở mức là 0,25%, dưới 0,25%, hay là cái quy mô cái chương trình tapering, chương trình thu mua cái tài sản thời kỳ đại dịch thì vẫn giữ ở cái quy mô là 80 tỷ trái phiếu kho bạc một tháng và khoảng 40 tỷ là trái phiếu có cái tài sản đảm bảo. Như vậy thì rõ ràng rằng là cái mà Fed cái câu nói của Fed nên nó không ăn khớp với lại cái quyết định trong cái biên bản FOMC này. Và một cái điều cực kỳ quan trọng hơn nữa mà thị trường gây thất vọng cho thị trường đó là cái việc Fed đã không hé lộ được ra cái thời điểm cái manh mối về cái thời điểm mà họ sẽ giảm cái quy mô thu mua cái tài sản này. Trước đó thì chúng ta có những cái đồn đoán đó là Fed sẽ giảm cái quy mô thu mua tài sản và trọng tâm là cái con số 40 tỷ các cái loại giấy tờ có giá, các loại chứng khoán đảm bảo đây này. Nhưng mà hiện tại thì rõ ràng là chúng ta chưa có bất cứ một cái manh mối nào đó. Nhiều cái kỳ vọng trước đó thì sẽ có cái kỳ vọng là tháng 9 tới đây, tức là kết thúc cái quý 3 của 2021 thì Fed sẽ có cái khả năng là giảm cái thu mua cái gói 40 tỷ này. Nhưng hiện tại thì chúng ta vẫn chưa tìm được bất cứ một cái manh mối nào và nhiều khả năng cái quy mô tổng 120 tỷ này vẫn sẽ còn tiếp tục trong những cái thời gian tới, và đó là cái nguyên chính làm cho cái đồng đô này suy giảm. Đó là về cái góc độ cơ bản. Còn về cái yếu tố kỹ thuật, chúng ta nhận thấy rằng đây rõ ràng là một cái bẫy giá rất là kinh điển trong cái trong trong cái thị trường theo cái trường phái gọi là new sharp, tức là bẫy new, bẫy tin tức. Sau khi mà spy up lên rất mạnh thì ngay lập tức cover và nhanh chóng rút chân đi xuống, thì cái hiện tượng này ở trong một cái buổi zoom về nói về new sharp tôi cũng có đề cập đến cái hiện tượng của new sharp trong phân tích thị trường. Với cái bản tin FOMC ngày hôm qua kèm theo các cái góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại của đồng đô thì cái hướng thì cái gọi là cái quan điểm phân tích kỹ thuật của chúng ta có thể sẽ được cập nhật theo cái hướng là đô sẽ giảm xuống theo cái kênh giảm giá mới, cái đường màu vàng mà tôi vẽ ở đây có thể sẽ theo cái xuống kênh giảm giá mới trong thời gian tới. Và mục tiêu kế tiếp cho cái chỉ số DXY có thể sẽ là cái vùng đáy phía bên dưới vùng 91.7 phía bên dưới này.
tất nhiên đô sẽ không rơi một mạch xuống dưới đó, mà chúng ta sẽ có cái kỳ vọng đô sẽ chuyển trạng thái theo cái tình huống dạng kiểu như thế này và rớt xuống phần đáy phía bên dưới này. Đó là cái kịch bản có nhiều khả năng sẽ xảy ra đối với đồng đô trong cái thời gian tới. Và với cái chiến lược như vậy thì với cái kịch bản như vậy thì cái chiến lược chi tiết của chúng ta sẽ là tiếp tục canh tìm cái cơ hội để mà mua vào nhóm các cái gọi là mua vào nhóm các cái loại tài sản, các cái đồng tiền G7 và bán ra cái đồng đô. Về cái chiến lược chi tiết thì ngày hôm nay hôm qua chúng ta đã rất là đúng trong cái kịch bản, đó là kỳ vọng các cái cặp tiền G7 sẽ tiếp tục tăng. Đầu tiên đó là EU, mọi người nhìn thấy rằng là sau khi mà cái tin ra thì thị trường đã tạo ra một cái bệnh giá hoàn hảo, một cái bệnh giá hoàn hảo quét qua hết những cái vùng stop loss thấp nhất trong ngày này đấy, rút chân, bệnh giá cực kỳ hoàn hảo và tiếp tục cái xu hướng đi lên theo đúng cái kịch bản gọi là cặp tiền EU đã bottoming ở cái phía đáy bên dưới mà hôm qua tôi có cái đề cập, đó là EU đã bottoming cái vùng đá ở đâu đó phía bên dưới này rồi. Đó, cái vùng này giống như là cái vùng EU đã tạo đáy và giá thật sự đã có cái breakout hội tụ đủ đầy đủ các cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta nghĩ rằng cái cặp tiền EU trong thời gian tới sẽ có những cái bùng nổ tiếp theo. Cái mục tiêu trước mắt đối với lại EU thì có thể sẽ là cái tại cái vùng 1.19 phía bên dưới này. Cái vùng mục tiêu sẽ là 1.19, có thể sẽ đạt được ngay trong cái tuần này và do đó cái chiến lược đối với EU hiện tại là sẽ tiếp tục canh tìm cái cơ hội để chúng ta mua lên tiếp tục nha. GU cũng chung một cái kịch bản đó, giá đang có cái ý gọi là có cái ý đồ gần như là muốn phá khỏi cái vùng kháng cự 1.39 ở chỗ này và nhiều khả năng cái cặp tiền này sẽ phá vỡ thành công cái vùng này, nhất là trong cái bối cảnh chúng ta biết rằng là cái tình hình gọi là cái tình hình dịch bệnh của ở bên Anh ấy tự dưng lại giảm rất là mạnh mẽ, giảm rất là mạnh mẽ trở lại cái chuyện kia đấy, chúng ta nhìn thấy đấy, tự nhiên cái số lượng ca giảm từ hơn 40.000 hôm nay lại rớt xuống chỉ còn có hơn 20.000 thôi đấy, thì điều này có thể cho thấy phản ánh rằng là dường như là cái tác động của cái vaccine sau khi mà cái tỷ lệ tiêm chủng ở Anh đạt được ở cái ngưỡng là khoảng 70% dân số được tiêm một mũi và khoảng gần 60% là được tiêm khoảng 2 mũi thì đang phát huy cái tác dụng và làm giảm cái số ca nhiễm bệnh ở ở Anh Quốc xuống, và cái điều này xoa dịu được cái lỗi lo trước đó khi mà cái làn sóng dịch bệnh tăng trở lại lên cái vùng đỉnh trên 40.000 để 43.000 ca như này, đang làm cái lúc trước đó thì thị trường rất lo ngại về cái việc là chính quyền của Anh lại sai trong cái việc mở cửa toàn bộ nền kinh tế trở lại, và khi mở cửa họ toàn bộ nền kinh tế trở lại nha, và các cái số ca nhiễm vẫn giảm nha, thì cho thấy cái tác dụng của vaccine là phát huy rất là tốt ở Anh, thì điều đó có thể sẽ làm cho cái cặp tiền GU này sẽ bùng nổ trong cái thời gian tới, và không chỉ riêng G với USD mà G với các cái cặp tiền khác nhiều khả năng đồng GBP sẽ trở lại cái gọi là cái trở lại cái cặp tiền gọi là cái thành cái đồng tiền dẫn đầu trong cái thị trường, và chúng ta sẽ tiếp tục canh tìm các cái cơ hội mua lên tiếp tục. Vùng giá mục tiêu cho GU trong cái thời gian tới sẽ là vùng 1.4 phía bên trên này nhá. Cặp tiền USD JPY thì tôi hiện tại cũng rất là gọi là bullish đối với lại đồng yên. Lý do là nếu như mà nhìn vào yên future hiện tại thì tôi chỉ thấy một cái hướng đi duy nhất là theo cái hướng đi lên mà thôi. Là một cái hướng đi lên mà thôi. Ở đây thì tôi có sử dụng cái vẫn là một cái chart rất quen thuộc với mọi người, đó là cái mức chênh lệch lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật và của Mỹ trừ cho nhau, thì chúng ta nhìn thấy rằng cái đường màu xanh giống như là leading indicator, tức là cái chỉ báo dẫn dắt cho cái đồng yên future, thì cái tất cả cái chúng ta thấy rằng cái mức chênh lệch này vẫn đang theo cái hướng đi lên tiếp tục và nhiều khả năng nó sẽ leading cái yên future này lên cao trong cái thời gian tới nhiều hơn nữa. Và trên cái phương diện kỹ thuật thì tôi nhìn thấy rằng là rõ ràng sau khi mà phục hồi trở lại từ cái vùng hỗ trợ 0.09 phía bên dưới này thì cặp tiền này đang making những cái gọi là higher low, tức là cái đáy mới cao hơn để xác lập cái xu hướng gia tăng trở lại. Và với cái bối cảnh của đô suy yếu như vậy thì nhiều khả năng cặp tiền UJ sẽ trở thành một những cặp tiền suy yếu, khá là suy yếu trong cái thị trường hiện tại. Cái mục tiêu giá tiếp theo đối với UJ có thể là sẽ tại vùng 109 chấm 41, 109 chấm 41, và chúng ta sẽ ưu tiên canh tìm các cơ hội sẽ bán ra tiếp tục đối với UJ hiện tại. AUD USD và cùng với hai cái cặp tiền hàng hóa khác là UC và
NU cũng vẫn đang chạy theo rất sát theo cái kịch bản của chúng ta, đó là theo cái xu hướng đi lên. Theo dõi xu hướng đi lên. Đây có thể sẽ là vùng pick low và đây sau khi tích lũy thì cái kỳ tăng giá tiếp theo sẽ được củng cố. Cái mục tiêu ngắn hạn trước mắt trong cái ngày hôm nay nhiều khả năng AU sẽ quay trở về cái vùng 0.7430, 0.7430 và chúng ta sẽ canh tìm cái cơ hội mua lên tiếp tục ở phía bên trên này nhá. USD CAD cũng chạy rất sát theo cái kịch bản của chúng ta, đó là sau một cái kỳ gọi là tích lũy tại cái trend line hỗ trợ thì ngày hôm qua giá đã chính thức xác lập cái hiện tượng breakout để tiếp tục đi xuống. Và với cái thế chart như này thì chúng ta sẽ kỳ vọng USD CAD có thể sẽ rớt về cái vùng 1.2450 phía bên dưới này nhá. Do đó là chúng ta sẽ canh tìm cái cơ hội sẽ bán xuống tiếp tục. NU thì cũng không có nhiều cái cần phải bàn cãi, đó là nó sẽ tiếp tục bùng nổ trong cái thời gian tới với cái sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ từ cái chính sách tiền tệ của RBNZ. Và với cái thế chart phân tích kỹ thuật như hiện tại thì không có cái lý do gì để mà chúng ta không kỳ vọng cái cặp tiền NU sẽ gia tăng tiếp tục. Mục tiêu giá trước mắt thì NU sẽ quay trở về vùng đỉnh cũ tại vùng 0.7, vùng 0.7 khá là ngắn, nhưng mà với NU thì một cái cặp tiền nó biến động cũng tương đối nhỏ thì 40 pip là cái mục tiêu trong ngày cũng rất là tốt rồi. USD CHF sẽ tiếp tục canh tìm cái cơ hội bán xuống và cái điều mà chúng ta không mong chờ nhất đó là cái vùng trading sideways trong cái biên độ hẹp này đã kết thúc, có thể xem là đã kết thúc bằng một cái cú breakout ngày hôm qua. Và với cái biên bản FOMC như ngày hôm qua của Fed ấy, thì nhiều khả năng USD CHF sẽ còn rớt sâu hơn nữa trong cái thời gian tới. Và cái chiến lược chi tiết là chúng ta sẽ canh tìm cái cơ hội bán ra đối với USD CHF. Ở đây tôi nhận thấy có một cái vùng hỗ trợ vừa bị break, do đó chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái cú retest nhỏ ở đây, small retest, và sẽ bán xuống tiếp tục. Nó rất giống với lại cái thế chart của DXY. Đó là hình thành một cái kênh giá giảm mới, cho một cái xu hướng trong cái thời gian tới và nhiều khả năng cặp tiền này sẽ rớt tiếp tục. Tất nhiên có cái sự điều chỉnh nhưng mà chúng ta sẽ canh bán tiếp tục. Thị trường vàng thì mặc dù chưa phá vỡ được cái vùng giá sideways mà chúng ta có đề cập đến trong cái bản tin trước đó, mà tuy nhiên thì với vàng hiện tại thì nhiều khả năng nó sẽ vận động theo cái hướng sẽ tiếp tục tăng. Và mục tiêu giá đối với vàng trong cái thời gian tới nó có thể sẽ là cái vùng đỉnh phía bên trên này. Lý do là có hai cái lý do. Một đó là cái sự kiện DXY sẽ có khả năng hình thành cái kênh giá giảm mới. Chúng ta vừa mới đề cập trước đó. Đó là DXY vừa giảm. Đó là cái lực đỡ thứ nhất. Cái lực đỡ thứ hai đối với vàng đó là các cái thông tin từ cái biên bản FOMC ngày hôm qua. Thì chúng ta biết rằng là với cái mối lo của Powell hiện tại tập trung hoàn toàn vào các cái vấn đề lạm phát như này thì cái vai trò trú ẩn lạm phát của vàng nhiều khả năng sẽ được thị trường quan tâm và kích hoạt trong cái thời gian tới. Và nếu thế thì vàng sẽ bật tăng trở lại trong thời gian tới, và cái chiến lược của chúng ta sẽ là canh tìm các cái cơ hội sẽ mua lên tiếp tục. Nhiều khả năng nó sẽ kết thúc cái quá trình gọi là retracement và đi lên theo cái hướng là cái trend line này đã bị bẻ gãy rồi nhá. Trên thị trường dầu thì tôi cũng khá bullish hiện tại. Lý do là cái khả năng mà nền kinh tế của Anh và Mỹ bị lockdown trở lại bởi cái tình hình dịch bệnh là khả năng là xác suất càng ngày càng thấp đi do cái số ca nhiễm bệnh chúng ta thấy rằng là càng ngày càng giảm trở lại. Và thêm vào đó thì cái việc đó là cái lạm phát hiện thời, với cái trọng tâm lạm phát sẽ quan tâm của thời gian tới, thì dầu cũng sẽ là một cái hàng hóa được hưởng lợi trong cái thời gian tới. Và do đó thì dầu có khả năng sẽ gia tăng trở lại về cái vùng 75 đô trong bối cảnh mà đồng đô cũng sẽ suy yếu trong cái thời gian tới. Và cái chiến lược chúng ta sẽ canh tìm mua vào dầu trong cái thời gian tới. Thứ mà chúng ta trung lập nhất hiện tại đó là các cái chỉ số chứng khoán, mặc dù rằng là có một cái sự phục hồi của sau cái phiên bán tháo của cái ngày thứ ba, nhưng mà cái mà chúng ta sẽ phải quan tâm trong thời gian tới có hai cái vấn đề, đó là vấn đề về ngân sách của Mỹ trong cái tháng 8 và tháng 9 tới đây. Và cái thứ hai nữa đó là mặc dù Fed chưa hé lộ ra cái thời điểm sẽ tapering, tức là cái khóa dần cái van tiền trở lại, nhưng mà cái việc mà Powell chuyển cái trọng tâm sang cái việc đề cập rất nhiều đến lạm phát trong cái phiên trading ngày hôm qua thì thị trường có khả năng sẽ định giá đồn đoán dần về cái kịch bản sẽ phải có cái động thái hành động của Fed trong cái thời gian tới về cái việc mua tài sản hỗ trợ thị trường
trong thời gian tới, thì điều này sẽ gây tiêu cực cho cái thị trường. Và trên cái phương diện kỹ thuật thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nó có một cái gọi là cái small wave pattern, tức là một cái mẫu hình lá cờ nhỏ nhỏ ở đây. Thì với cái thế chart hiện tại, chúng ta có, nếu mà cái thế chart hiện tại thì nên canh chừng cái mẫu hình này nó phát triển như thế nào thì sẽ tiếp tục mua. Nếu có thể thì nó sẽ break out theo cái kịch bản mà trước đó chúng ta có kỳ vọng trên cái đồ ngày nó hình thành cái mẫu hình hai đỉnh. Nhưng ở đây mẫu hình hai đỉnh dường như phá vỡ, thì nó đang gọi là cái mẫu hình nó đang tiến triển thành cái gọi là flag pattern này, và sẽ tiếp tục quan sát cái mẫu hình hơn trong cái thời gian tới. Thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày 29 tháng 7. Xin chúc quý vị và anh chị có một ngày giao dịch hiệu quả.